kênh YouTube Đồ Xưa Lễ Nguyên kính chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa nha. Mến chào anh ơi. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lễ Nguyên. Tiếp tục clip ngày hôm nay thì cũng có một số tác phẩm để giới thiệu với bà con mình cũng vừa sưu tầm về nha. Thì gồm có đồ gốm Biên Hòa cũng như là một bộ vàng ăn. Đó, hai bộ vàng đó nha bà con, một bộ vàng ăn cổ đỏ nha. Đó, một bộ vàng ăn cổ mặt, đó là một số tranh để giới thiệu cho bà con của mình. Và em cũng xin cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ trong những cái clip vừa qua nha. Thì đầu tiên hôm nay mã số 1 y nha bà con, hôm có một cặp bình rất là đẹp nha. Gốm sứ Biên Hòa được đắp nổi nè. Đó, bà con mình xem những cái đường chi tiết hoa văn người ta đắp rất là tỉ mỉ, rất là công phu luôn. Đó, vì những cái chi tiết đắp nổi này rất là khó nha bà con. Men là men hai da nha. Đó, con mình xem giùm em bình này khá là nặng nha, mỗi một cái từ mấy chục kg mà đó. Em đo báo thước cho bà con mình luôn. Đó, cái tích là anh hùng tương ngộ. Đó, anh hùng tương ngộ thì nó có hai mặt luôn nha. Mặt trước là cũng là cọp nè và chim đại bàng. Đó, phía sau lưng cũng vậy nha. Ở cái chiều cao của cái bình này nè, em đo nó lên tới là 79 mũ bì lần nha, 79. Miệng có cái đường kính là 35. Hoành bụng em đo như thế này luôn lên tới là 127. Đó, rất là lớn và nặng. Ở chim đại bàng mình nhìn nè, những cái đường móng vuốt mà người ta đắp chi tiết nhỏ này nha. Đó, rất là tỉ mỉ và tinh vi. Hàng sâu tuổi nha bà con. Mặt sau lưng này nè, cũng là anh hùng tương ngộ luôn, hai mặt luôn nha. Đó, bà con mình xem những cái nanh hổ nè. Đó, rất là đặc biệt và sắc nét nha bà con. Hàng này nói chung là tuổi đời nó không dưới 5-60 năm nha. Đó, nhưng mà có con cái nó lành thích liền lạc, nào hoa men thì nó theo thời gian hết. Đó, một đôi cho bà con mình xem luôn, khá là đẹp nha bà con. Cái màu này nói chung thì nó theo thời gian dữ lắm xưa rồi nha. Đó, hàng rất là dày. Mỗi một cái thì độ nặng của nó khoảng là 3-40 kg trở lên á. Mỗi một cái chiếc bình như thế này nè. Đó, nặng từ 3-40 kg lên nha, rất là già tuổi. Đây bà con mình xem sơ qua giúp em nha. Đó, tiền nào thì của đấy. Đó, bà con mình cần họ rẻ hơn thì hàng giá trị gần đây thì rất là nhiều nha. Một cặp này em giao lưu với bà con của mình nha. Đó, có giá là 18 triệu bao với ship cho bà con mình là toàn quốc nha. Đó, 18 triệu. Hàng đến nơi cứ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giúp em nha. Lành lặn liền lạc thì bà con mình nhận giúp em. Đó, thì tuổi đời nó rất là sâu, nó già luôn á. Đến với mã số 2 nè thì em có một cái bộ vàng ăn khá là đẹp nữa nha. Đó, mã số 2 đây. Đây bộ vàng này thì bà con mình xem gồm có một cái bàn và 8 cái ghế. Đó, bộ bàn này mình rất là lớn và rộng, và đặc biệt cái hàng này là hàng ngày xưa chủ gia chủ nhà người ta đặt đó nha, mới có cái mẫu mã và kích thước nó như thế này. Chứ mà hàng thị trường á, hàng ra nhiều thị trường thì cái kích thước nó không được như này nha. Đó, thì chất liệu của nó nguyên con mà đặc biệt luôn là gỗ gõ đỏ xưa luôn nha bà con. Tuổi đời là từ 3-40 năm trở lên nha. Đó, hàng này nói chung thì theo thời gian thì nó bị chảy xước bên ngoài, sơn bên ngoài thôi. Đó, chân là chân liền nguyên khối của nó luôn, gỗ gõ đỏ nha bà con. Bà con mình có nhu cầu giao lưu á, tụi em sẽ nhờ thợ làm bóng bẫy đẹp như mới đây cho bà con. Cái bàn này á, nó rất là nặng, rất là đặc. Nếu mà khoảng 4-5 người trở lên khiêng mới nổi cho một cái bàn như thế này nè. Đó, chiều cao cái bàn này em đo luôn lên tới là 76. Chiều ngang của cái bàn như thế này nha là 1 mét. Và tổng cái chiều dài của cái bàn, tổng chiều dài cái bàn là 2 mét luôn nha, 1 mét 2 mét. Đó, thì chính giữa bàn mình á thì nó có 4 lá luôn nha. Đó, 4 lá thì mỗi một lá ngang của nó là 20. Đây, một lá ngang thế này là 20 nha. Đó, bàn to nha bà con. Rất là dày. Còn cái thành ở bên ngoài nè, cái thành dèm nè, thành dèm bàn nè, em đo cái độ dày của nó nha. Cái khối dày của nó lên tới 6 phân luôn nha bà con. Khối dày này nè, tới 6 phân nè. Rất là chắc chắn và cứng cáp nha. Mỗi cái chân chân trụ vuông này của nó là 9,5 phân, gần một tấc vuông luôn á. Gỗ liền nguyên khối nha. Đó, cái miếng giữa này thì em độ khoảng 1,5 phân tới 2 phân, tầm khoảng đó nha bà con. Đó, 4 lá chất liệu gỗ gõ đỏ nam bộ mình luôn nha bà con. Hàng này hàng chuẩn, bà con mình nguyên cây đặt luôn. Đó, hàng này nói chung là chủ nhà người ta ngày xưa người ta đặt là nguyên cái kiểu mẫu kích dáng nó như thế này nha. Ghế bà con mình xem. Cái này thì em chỉ cần vệ sinh cho thợ họ làm bóng thôi là mình về xài sử dụng được nha. Bộ này khá là đẹp nha bà con. Cái chiều cao cho cái ghế này nè, em đo lên tới là 103. Chiều ngang cái phần tựa lưng ghế lên tới là 36 nha. Chiều ngang cái vị trí mình ngồi phần dưới là 42. Sâu ra của ghế em đo phủ bì luôn là 43 nha. Đó, mặt này thì nó hai lá. Đó, cái thành này, thành sau lưng giữa này em đo là 3,5 phân. 3 phân tới 3,5 phân nha. Đây bà con mình xem nha, rất là đẹp. Ở gỗ dán của nó đây, người ta gia cố rất là chắc chắn nha bà con. Người ta xài dạng chủ nhà người ta xài cho nên rất là cứng cho bà con mình luôn nha. Còn đỏng này nè, đỏng là liền nguyên khối từ trên tới dưới nha, hình vòng cung hình chữ C. Đó, bà con mình xem nha, chứ không đắp giá hay lặt chấp cho bà con. Gáp này đều gáp mộng à. Đó, người ta phá mộng luôn đó nha, khá là đẹp. Đó, chứ không có đóng mà đóng tắp. Đó, bà con mình xem những cái chi tiết này nha. Đó, quăng gỗ bà con mình xem nè, toàn là siêu quăng không á. Cái bộ này á, tại vì người ta đánh cái vật ni nó hơi hơi mờ nha, nó hơi tối á,
mình chưa thấy cái độ quăng sáng cực kỳ của nó. Nếu mà em xả em đánh cái mọc của nó thôi là bà con mình sẽ rất là mê cho cái bộ này luôn. Đó, nếu mà em đóng cái hết mà bà con mình thấy cái quăng gỗ mọc mạc của nó thôi nha, thì rất là đẹp, rất là giá trị luôn đó nha. Hôm nay người ta xài là sạch sẽ bóng để tiếp khách luôn đó. Cái bộ này em giao lưu với bà con mình giá là 38 triệu thôi nha. Tổng cộng nó gồm có là 9 món. Nó bị hàng này hàng sưu tầm tại chủ nhà của người dân á, chủ nhà người ta xài nha, cho nên thì cái giá nó được thêm nhỉnh hơn cho bà con mình chút xíu nha. Chứ bây giờ mình cầm tiền mình đi đóng cái bộ bàn mới gỗ gõ đỏ bên năm bộ mình thôi nha, thì nó cũng rất là giá trị, rất là cao. Nhưng mà nguyên cái bộ đặt như thế này đó, khá là đẹp, bàn nó dài 2m ngang 1m á. Rồi mã tiếp theo số 3 nè, là một cái bộ bàn cũng khá đẹp nữa. Bộ này nó cũng 9 món mà cái bộ này kích thước nó lớn hơn cái bộ vừa rồi đó. Bộ này là gỗ đỏ này, gỗ gỗ mặt nha bà con, được chạm được. Bộ này là hàng chỉnh xưa nha, hàng này hàng lâu đời. Và em mới cho thợ họ đánh bóng như thế này là họ bật đi lên hết toàn bộ hết rồi, cho bà con mình về sử dụng nha, chứ không trước thì em để nguyên mọc riêng của nó luôn đó nha. Bàn này rất là lớn, mặt là mặt đá tàu. Chiều cao cái bàn này á, em đo nó lên tới là 76 luôn nha. Chiều cao 76. Cái chiều dài của cái bàn này là 2m05. Dài là bàn 2m05 nha. Và chiều ngang của cái bàn lên tới là 95. Chiều ngang bàn 95 nha. Diềm bàn này thì có độ dày là 1 tấc 2. Đó, mặt là mặt đá tàu, khá là đẹp. Cái bàn này rất là lớn nha. Đó, chạm đục là tứ diện, chân là cũng được chạm đục luôn nha. Diềm thì chạm đục những cái quẩy nè, những cái vi quẩy bà con mình xem khá là đẹp nha, những cái quẩy cá. Còn chân bên dưới bà con mình xem đục người ta chạm đục tứ lên long lăng vi phụng, bốn cái trụ rất là lớn. Đó, được bốn cái trụ được đỡ lên, đó là một con rồng, đó là con lăng, đầu lăng đuôi cá, đó ôm trái trâu hết nha. Đó, hàng thì làm sạch sẽ sáng bóng hết rồi, mình về mình xài sử dụng thôi. Cái bộ này tuổi đời nó cũng từ 40 năm, 50 năm trở lên nha bà con. Vì hàng này nói chung hôm trước em sưu tầm về là một mạc hàng tủ rất là lâu đời á, cho nên về em cho thợ họ làm sạch sẽ sáng bóng để về bà con mình xài sử dụng luôn nha. Đó, khá là đẹp. Đó, còn ghế, 8 cái ghế rất là lớn, ghế chạm đục là bà con mình xem nha, giống như là lông ngẳng vậy đó. Đó, tay là tay gồng, ở trên đây là những cái đám mây nè, đó bà con mình xem khá là đẹp luôn đó nha, rất là dày. Bộ này cái ghế cũng rất là to nha. Chiều cao tổng em đo lên tới là 1m08. Chiều ngang phần tựa lưng thế này là 52. Chiều ngang vị trí này em đo vị trí ngồi 51 nha. À, còn cái chiều sâu qua lọt lòng là 43. Từ mặt đất trở lên em đo luôn là nó 48 nha. À, mỗi cái chân chiều dày của nó là khoảng 7 phân. Chân rất là đẹp nha bà con. Chân đập trái trâu, chân móng hết nha bà con. À, chân ba móng. Bốn chân đều chạm được bốn góc nè. À, đầu lăn hết. À, và cái tai bên đây nè. Con tay bên đây là hình đầu nguyên con rồng luôn, có sừng luôn nè, rất là đẹp nha. Đó, đây bà con mình xem đây. Đó, cái thành sau lưng này nó dày khoảng 4 phân luôn nha. Thành giữa này dày khoảng 4 phân nè, cho nên rất là chắc chắn, rất là cứng. Đó, tay rồng, 8 cái ghế lớn luôn nha. Đó, bà con mình xem cái lồng bên trong của nó thôi, một mạc của nó luôn cho bà con mình xem nè. Đó, khá là đẹp, chắc chắn, dày dặn, làm tích liền lạc toàn bộ hết. 8 cái ghế ngồi rất là thoải mái, không chơi vào đâu được nha. Mình làm bàn tiếp khách, bãi khách thì nói chung rất là đẹp và sang trọng rồi. Bộ này em giao lưu giá bà con mình là 57 triệu nha. 57 triệu bên em bao ship cho bà con mình là toàn quốc nha. Đó, hai cái ghế ngồi hai đầu bàn thôi, cũng rất là to nha. Đó, ngồi thoải mái. Đó, thì bà con mình có nhu cầu nhớ ý kết bạn Zalo. Đó, em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho bà con mình xem về hình ảnh hoặc video nha. Hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em để mình xem tận mắt, người thật việc thật. Mã tiếp theo số 4 đây là một cái cặp lễn rất là đẹp nha. Gỗ gõ nguyên khối, nguyên tấm luôn. Đó, ốc này là ốc đỏ hồng nha bà con. Đó, ốc đỏ hồng, đỏ lửa vàng chanh luôn á. Hai câu thơ là chữ mà Nho Hán ngày xưa đó nha. Đó, nó dịch về theo một cái tiếng Việt mình đó. Với cái chiều cao này nè của mỗi một bức á. Cái này nói chung là lễn này cao lắm, rất là lớn và to. Nó da cao tổng là 2m7. Đó, hà liền khối 2m7 nha bà con. Cái này thì nó bị chạy sơ chỉnh chút đỉnh lông mèo bên ngoài thôi. Chiều ngang mỗi bức em đo là 27. Độ dày cái khung tranh này là hơn 3 phân, khoảng 3 phân 2, nhưng mà em tính bà con mình là 3 phân thôi nha. Đó, bà con mình xem trên là cẳng rồng, dưới là cẳng lăng. Đó, ốc bên ngoài thì em bao đẹp bà con của mình về cái kiểm tra hàng nha. Cặp liễm này tuổi đời của nó rất là xưa nha bà con, 60-70 năm á. Cái đôi này nói chung thì những cái người ngày xưa á, người ta biết thư pháp á. Đó, cho nên thì những người thợ là người ta làm những cách, người ta cẳng lên một cái cặp liễm rất là đẹp. Đó, mặt nó sau lưng nè, nguyên một khối dày đặc luôn nha con. Đó, rất là nặng, một tấm như thế này là một người viên bưng thôi là bê đó nha. Đó, rất là dày và nặng nguyên khối luôn á. Ở đây là hai câu mà đối hai bên đó nha bà con. Đó, pháp vấn tự nó,
đó, vận vận hành tự tánh bất biết nha. Đó, còn tất cả các pháp vấn tự nó đã hoàn chỉnh, đó là những cái câu mà ngày xưa của ông bà mình để lại lưu truyền lại cho bà con khá đẹp nha. Đó, cặp này em giao luôn cho bà con mình giá là 21 triệu nha, một cặp chân lĩnh thương pháp cho bà con, 21 triệu bao ship toàn quốc bà con mình nha. Đến với mã số 5, em có một bộ tranh gốm sứ Tàu là thích chim qua, ở khung là khung gỗ nha bà con, chạm đục lộng viền hoa văn, ở tranh là tích tứ quý rất đẹp nha, chim hoa. Chiều cao của mỗi bức như thế này nè, thì em đo nó lên tới là 120, chiều ngang mỗi bức nó lên tới 36 thôi, độ dày khung tranh là 2,5 nha. Hàng không hề đứt bể hay tốt gió cái nào hết, lành lặn và liền lạc. Bộ tranh 4 tấm này giá em giao lưu cho bà con mình là chỉ có 4,5 triệu thôi nha. Đó, nói gì cái tích là 4 mùa xuân hạ thu đông á, chim hoa rất là đẹp nha. Đó, 4,500,000 đồng bao ship bao kiểm tra hàng, lành lặn liền lạc thì bà con mình nhận giúp em. Mã tiếp theo số 6T đó là một tấm tranh rồng phun nước khá đẹp nữa nè. Đó, năm nay là năm rồng, bà con mình sưu tầm về mang cái tính chất phong thủy nha. Đó, về nó về sức khỏe là rồng tượng trưng cho sự sức khỏe và mạnh khỏe nha bà con. Đó, rất là ý nghĩa. Đó, rồng này là rồng vàng luôn á, rồng vàng vô nhà luôn nha. Chiều cao cái bức này em đo nó lên tới 86, chiều ngang của nó lên tới là 46 nha. Độ dày khung tranh thì 2,5. Gỗ là gỗ chắc chắn là chắc của Tàu luôn á. Bức này em giao lưu giá 1,6 triệu cho bà con của mình thôi. 1,600,000 đồng bao ship tận nhà bao kiểm tra hàng. Và đến với mã tiếp theo số là 7T. Đó là em có một cặp bình là lục giác. Có gốm này là gốm Biên Hòa nha, khá là đẹp. Bên dưới cảnh cái tích là Bát Tiên nha, Bát Tiên Du Sưng. Đây bà con mà xem được đắp nổi giờ người ta là làm khá là đẹp nha. Hàng này là hàng thập niên 70-80 á. Với cái chiều cao của bình á, em đo lên tới là 60, miệng có cái đường kính là 18 phủ bì. Hoành bụng này của nó lên tới nha là 86. Đó, hàng rất là đẹp nha bà con. Đó, 8 vị tiên nha. Đây nhìn mà nhìn nè, những cái đôi bình lục giác thế này nói chung bây giờ rất là ít. Như cho những cái tích mà người ta làm cái kiểu dáng dốc như thế này nha bà con. Khá là đẹp nha. Tai mây hai bên. Đó, chôn đế đây, bà con mình xem giúp em nha. Đó. Một cặp nha bà con. Này thì em có một đôi. Đó, bà con mình xem á, chỗ nào không gõ không kỹ thì liên hệ để được bên em tư vấn thêm. Cái này thì nó bị nhâm bên đây tai mây này chút xíu thôi. À, bà con mình xem nha, thì có sai em báo cho bà con mình như thế. Cái lỗi nhẹ thôi nha. Lỗi nhẹ chỗ này, cái này thì vấn đề vận chuyển nha. À, bà con mình xem nha, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì về cái chất lượng của cặp bình như thế này nha. Đôi này em giao lưu cho bà con mình giá là 7,5 triệu bao cái ship toàn quốc nha. Ở quỳ nó nhâm chút xíu chứ không, đôi bình này nó giá trị cao hơn nữa nha bà con. À, nó nhâm chút đỉnh thôi nha. Mã tiếp theo á, là số 8 nè, một cặp ché gốm nè bà con mình xem, gốm Tàu. Tích này là tích quạng hoa nha. Đó, bà con mình xem giúp em, hàng này nói chung cũng là hàng cũ, khoảng 3-40 năm trở lên, 4-50 năm á. Đó, ché bà con mình xem, ché năm bộ mình đó nha. Đó, mặt là mặt bợm luôn. Tổng cái chiều cao em đo hình đường chim bay thế này là 53 luôn nha. Còn cái hoành bụng như thế này nó lên tới là 105. Đây bà con mình xem nè. Đó, nắp miệng của nó thì không nứt mẻ hay tóc gió chỗ nào nha, làm tích liền lạc. Đây, dạng hoa rất là đẹp. Đó. Chôn đế này nha. Đó, chôn đế có mộc hiệu đề 1975 luôn á, thập niên 75 nha bà con. Đó, một cặp cho bà con của mình xem giúp em. Đó, không hề lỗi lầm, lành tích liền lạc nha. Đôi này em giao lưu cho bà con mình có giá là 7 triệu cho một cặp ché 5 bộ này nha, gốm 5 bộ. Rồi, mã số 9 đó cũng là một cặp ché nữa, cũng khá đẹp nè. Đây bà con mình xem, ché này thì mang một cái tích cổ nha bà con, đó là hai bà chân nha. Đó, cái tích cổ hai bà chân. Cái chiều cao ché này á, nó lên tới 53. Và hoành bụng của nó nè, thì nó lên tới là 106, hoành bụng 106 nha. Đó, bà con mình xem nha, nắp miệng lành lặn liền lạc không lỗi lầm. Đó, đây đế đây, chôn đế đây nha. Đó, đế nó cũng mang cái mộc là 1975 đó nha bà con. Tích là hai bà chân, cái tích là tích cổ. Nó tượng trưng cho cái mà nếp văn hóa của người quân tộc Việt Nam mình ngày xưa luôn á. Một cặp này em giao lưu bà con mình giá cũng là 7 triệu đồng nha, bao phí ship bà con mình là toàn quốc. Mã tiếp theo em có là một cái cặp, em có ba cái thống nha, thì mỗi cái thì bà con mình xem đều mang cái tích đó, nó cũng tương đối giống nhau, có khác nhau có nha. Thống này là thống Tàu, hàng cũ nha, không cổ không xưa, hàng mình trưng bài phong thủy trong nhà nha bà con. Tích là Tùng Đình. Đó, cái chiều cao thống á, em đo mỗi cái thế này là 525, miệng có cái đường kính phủ bì lên tới 42 lần nha, rất là dày. Đó, đây bà con mình xem nha. Đó, âm thanh của nó nha. À, bà con mình nghe đây, lành tích liền lạc không bị lỗi lầm chỗ nào nha.
đó, tích tùng đình khá đẹp nha bà con, đó và tích người nữa nè, khá là già đồ nha bà con. Đó, bà con mình xem nha. Cái này em bán theo cặp đi bà con cho dễ ha. Hàng này hàng cũ thôi chứ không cổ không xưa. Đó. Một cặp như thế này em giao lưu giá là 2.800.000 nha, nguyên một đôi chỉ 2.800.000 thôi. Đó, còn bà con mình lấy một cái lẻ là 1.500.000 một cái nha bà con. Nếu mình lấy lẻ nha, đó là 1.500.000 bên em vẫn bán lẻ luôn, còn mình lấy một đôi thì chỉ 2.800.000 em bớt cho bà con mình 200.000 lấy lọc luôn á. Nói chung giá rất là mềm. Rồi mã tiếp theo là số 11. Đó, một cặp thống vàng nữa nè, khá đẹp đó nha. Đó, tích bà con mình xem tích người nè. Đó, với chiều cao thống này thì em đo 22, đường kính miệng 26 nha. Thống này nó nhỏ hơn cái thống vừa rồi nhưng mà tuổi đời nó già hơn nha. Đó, tuy nó nhỏ nhưng mà rất là có vỏ luôn á bà con mình xem, rất là già đồ. Đó, hàng này là hàng của Tàu, 16 chữ nè. Đôi này tuổi đời là từ 45 năm 60 năm nha bà con, làm tích hết nha, không có lỗi. Đó. Khá là dày. Cặp này giá em vô luôn là 2.800.000 nha. Đó, tuy nó nhỏ hơn cái cặp vừa rồi. Đó. Tuy đôi vừa rồi nó lớn to hơn gấp gữ nhưng mà giá nó bằng đôi vừa rồi thôi, chỉ 2.800.000 thôi nha, một cặp luôn á. Và mã kế tiếp. Đó, em có một cái chậu ngũ sắc nha, tích là rùa giống như hồ hoàng kiếm như nha bà con, khá là đẹp nè. Đó, chậu này thì em đo cái đường kính là 41 phủ bì, chiều cao chậu 15 thôi, hàng lành tích không nứt bể tóc gió nha. Về mình làm chậu trồng hoa kiển hoặc là mình rửa tay rửa mặt hoặc mình trưng bày cũng rất là đẹp. Để em gõ bà con mình nghe âm thanh là mê tai luôn. Vẽ hai mặt trước mặt sau. Cái chậu này em cũng giao lưu cho bà con mình là 2.200.000 thôi, 2.200.000. Mã tiếp theo thì em có một bộ ấm trà nè. À, bà con mình xem số 13. Cái khay trà bà con mình xem chạm đục khá là đẹp nha bà con. Đó, tích là chạm đục hình tích rồng nè, ở sông Long. Đó. Còn bộ ấm gốm sứ nè, màu xanh ngọc. Cái khay trà này tổng cái chiều dài em đo là 53. Cái đường kính ngang của nó như thế này là khoảng 33 thôi nha. Độ dày khay trà là 3.5 phân, gần 4 phân hũ bì. Cái khay này chất liệu của nó là gỗ lim xưa nha, hàng chuẩn xưa nha nguyên bà con. Khối luôn nha bà con. À, nguyên một khối chạm đục ra luôn cái khay á. Còn bộ ấm này hàng gần đây nè, mình về mình xài sử dụng được luôn nha. Đó, bà con mình xem khá là đẹp nha. 6 cái ly nè, một cái đồ mình gót đường, gót sữa nè. Đó, và một cái ấm để pha trà nè, bà con mình xem khá đẹp. Nguyên bộ này em giao lưu giá 2.500.000 thôi nha, 2.500.000 đồng. Đó, cái khay nó giá trị nha bà con, cái khay giá trị hơn bộ ấm trà luôn á. Và mã tiếp theo là em có 10 cái chén. Đó, 10 cái chén này bà con mình xem nha, gốm giang tây, hàng đời đầu quá bà con. Đó, nó cũng 30-40 năm vậy đó. Đó, làm tích liền lạc hết nha. Chiều cao mỗi cái em đo 6 phân, đường kính miệng 12 thôi. Đó, vẽ mặt bên ngoài bà con mình xem nè, tích hình những cô gái nha. Đó, mặt bên đây cũng thế, hình những cô gái. Nguyên bộ này em giao lưu giá 1.200.000 thôi nha, cho 10 cái. Cho nhà một cái thì chỉ có 120.000 thôi. Mã tiếp theo số 15 này em có một cây gậy đầu gồng khá là đẹp. Đó, gậy này bà con mình xem gỗ liền nguyên khối và đặc biệt là gỗ chắc mình nha bà con. Chắc này là chắc nghệ á, chắc nghệ, chắc dây đó nha. Đó. Tổng cái chiều cao của cây gậy này là em đo lên tới 140 lận. Cái độ dày ngang hình cây gậy dày nhất là 10 phân. Đó, liền nguyên khối nha. Đây chắc nghệ, chắc dây mình đó nha bà con. Cây này nói chung là cũng khá là người ta chạm đục khá là công phu nha, hình nguyên con rồng á. Em giao lưu giá là 2.600.000, 2.600.000 cho bà con mình. Mã kế tiếp là số 16. Em có một cái bàn là con gà. Đó, chất liệu bằng đồng, cán bằng gỗ nha, nặng là 7 kg. Cái này nói chung là hàng cũng vài chục năm thôi chứ không phải hàng cổ. Cổ thì tuổi đời nó, cái giá trị nó rất là cao nha. Đó, bà con mình xem nè. Cái này tổng cộng nó tới 24 lỗ nha, mỗi bên 12 lỗ. Đây, cái này chốt hình con gà luôn á, gà đồng luôn nha. Tổng chiều cao em đo 25, chiều dài này của nó là 27 nha. Cái này vẫn xài sử dụng được bình thường luôn á. Đó, bà con mình xem nha. Đây cái nắp đó nè. Đó, bà con mình xem khá là đẹp. Này mình về mình đánh bóng vệ sinh lên màu đồng vàng thì khá đẹp nha. Cái này hàng lâu đời, lâu năm thì nó như thế. Đó, cái này em giao lưu giá bà con mình là chỉ 3 triệu thôi nha. Đó, hàng này nói chung là hàng xưa thôi chứ không phải hàng cổ nha. Hàng cổ tụi thì cái giá nó rất là cao. Và mã tiếp theo á là số 17. 17 á là em có một cặp hai cái bình gốm Biên Hòa nè. Khá là đẹp luôn nha. Hàng này là hàng xưa tuổi đời nha bà con, khá là già nha. Thấy hàng này tuổi đời là 60-70 năm trở lên hết á. Nhưng mà em để bán giao lưu bà con mình luôn. Chiều cao tổng 25, miệng đường kính nó 11 thôi, hoành bụng này là 46 nha. Còn cái này chiều cao của nó là cũng là 25 luôn á. Đây, gốm Biên Hòa, hai chiếc bình khá là đẹp. Đó, một cặp này em giao lưu giá 500.000 cho bà con của mình thôi nha. Hàng này là hàng chuẩn xưa nha bà con.
bà con mình cứ về kiểm tra hàng thoải mái nha, lành lặn liền lạc đó bà con mình xem. Cho con những cái lỗi rất nhẹ như tóc tóc nhẹ tóc gió chút đỉnh thôi đó, nhưng mà hàng này là tuổi đời nó già, em bao già mà giá nó mềm cho bà con của mình nữa, bà con mình xem nha, chi ăn cho bà con mà luôn 500.000 cho một cặp thôi. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đầu xưa Lan Nguyên chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền Tổ quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo nha bà con.